Ôi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em có sản phẩm trong hẻm xe lôi thôi nha anh chị. Đó, từ đây đó, qua này là ngang là 6m2, phía sau dài là 34m, phía sau nữa hậu là 6m8 anh chị ha. Đó, phía bên này là xe ô tô vô được nhưng mà Kia Morning anh chị ha. Tại vì hẻm này hẻm thông nha anh chị. Còn cái hẻm bên kia là xe ba gác vô được nha. Đầu bên này là xe ba gác vô được anh chị ha. Đó, bây giờ em quay từ đây ra biển cho anh chị xem. Hướng này là hướng đông nam. Ở đây là điện nước đầy đủ anh chị nha, thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Đó, bây giờ em đang đi ra bờ, ra cái biển 77 biển 78 rồi quán phố biển cho anh chị xem ha. Đó. Cái này nó hẻm nhỏ nhưng mà xe là dân cư là đông nghịch luôn anh chị nha. Đó, diện tích mình là hơn 200 m², chút nữa qua cái sổ cho anh chị xem. Đó, hiện tại sổ là chỉ có 40 thổ cư nhưng mà lên thổ cư thoải mái kìa tất cỡ nha anh chị ha. Đó. Đó. Cái hẻm này thì nó xe ô tô là vô tới nơi, xe ba gác máy là vô tới nơi anh chị ha. Đó. Nè. Ra đây bắt đầu ô tô vô tới nơi rồi. Đó. Đường này là đường hẻm của đường Lê La anh chị nha. Đó. Quán cà phê bên đây nè. Đó. Ở đây được cái là gần chợ, gần trường học, ủy ban các thứ anh chị nha. Đó. Ở trước mặt mình là đường Lê Lai nha anh chị. Quẹo trái ra ra đường Võ Thị Sáu, đường ven biển rồi ra đường ra về thị trấn Long Hạ, thị trấn Đất Đỏ anh chị ha. Đó, trước mặt mình là biển rồi nha anh chị. Đó, anh chị có thể đi bộ ra biển nha. Đó, đất kia đẹp luôn ha, đất kia lằng càng luôn. Này là chưa chủ bán, chưa tới 10 triệu mét vuông anh chị nha. Đó, 223 mét vuông. Đó, giá chỉ có là 2 tỷ anh chị nha. Giá này còn thương lượng nha anh chị. Đó. Đây, thửa đất số là 183 tượng độ số 71 anh chị nha. Đó. Sử dụng riêng nha anh chị, 223 mét vuông anh chị nha. Đó, còn đây là vị trí của mình nè. Đó. Không, sát gần ở biển anh chị nha. Rồi, anh chị nào mà thích thì liên hệ cho em làm việc trực tiếp chủ nha. Rồi, nhớ like đăng ký kênh.